Hello mọi người, đây là chiếc TV TCL nha mọi người. Model máy là 65C645 nha. Đây là dòng TV QLED của TCL nha. Thì theo mình nhận định thì đây là dòng TV cao cấp của bên nhà TCL nha mọi người. Màn hình rất là đẹp nha. Độ phân giải 4K nha. Trang bị màn hình QLED thì màn hình rất là rõ ràng về chi tiết nha mọi người. Độ sáng của màn hình là lên đến là 450 nit nha mọi người. Ngoài cái màn hình đẹp thì cái dòng TV này trang bị cái bộ loa cũng khá là tốt nha. Công nghệ loa Okino nha mọi người. Hệ điều hành chạy trên TV là Android TV nhưng mà đã update cái bản Google TV rồi nha mọi người. Thì kích thước của dòng TV 65 inch á, bề ngang nha mọi người. Bề ngang là 1m46 là cũng như là gần khoảng 1m5 nha mọi người. Còn bề cao mà nếu như mà các bạn tính luôn mà có chân đế á, thì nó khoảng 8.9 nha. Còn không có chân đế thì nó khoảng là 8.4 nha mọi người. Thì mình có để số điện thoại của mình trên đây nha. Số điện thoại của mình là 0949 540 161 nha. Thì bạn nào muốn treo tường hay là đo kích thước TV thì vui lòng liên hệ với mình sẽ gửi cái bản thông số kỹ thuật cho các bạn xem nha. Còn số tổng đài của bên mình là 1900 2628 nha. Hiện tại mình mở một cái đoạn clip trên YouTube nha mọi người. Đây là clip 4K nha, của ca sĩ Ý Linh nha. Thường thì khách vào siêu thị mình sẽ test những đoạn clip thực tế này cho khách xem nha các mọi người. Giọng nói thì cũng khá là chuẩn nha mọi người. Tại vì chạy Android mà bản thuần của Google á mọi người, cho nên giọng nói cũng khá là chuẩn nha. Hình ảnh thì theo mình thấy là dòng này cho ra hình ảnh rất là chi tiết nha mọi người, rất là đẹp nha. Đặc biệt là màu đỏ, màu đen và màu vàng nha mọi người. Đây clip thực tế mình test tại siêu thị cho khách xem luôn nha mọi người. Thì cũng sắp tới 2 tháng 9 này nha. Hiện tại thì có một số dòng đang giảm giá nha mọi người. Mình thì mình sẽ tư vấn tất cả các mặt hàng nha. Thì mình biết cái nào thì mình sẽ tư vấn cái đó. Còn trường hợp mà mình không biết thì mình sẽ chuyển cho bộ phận liên quan để tư vấn nha mọi người. Thì điện máy chợ lớn bên mình nhận giao hàng tất cả các khu vực có điện máy chợ lớn thì bên mình đều giao được nha mọi người. Mình thì của chi nhánh Cà Mau nha, nhưng mà các bạn ở xa thì vẫn có thể đặt hàng của mình được nha. Ví dụ như các bạn ở Long An thì mình sẽ nhờ chi nhánh trên đó giao hộ nha mọi người. Còn ở Cần Thơ thì mình sẽ nhờ chi nhánh Cần Thơ giao nha. Ở miền Trung thì mình cũng có bên hệ thống của mình cũng có chi nhánh rồi nha mọi người. Đây là clip demo của hãng nè mọi người. Clip demo thì rất là tuyệt vời nha. Chắc cũng tầm khoảng 2 tuần nữa là đến lễ Quốc Khánh này nha mọi người. Thì trong giai đoạn này có một số mặt hàng đang giảm giá nha. Không chỉ riêng TV đâu nha, có mặt hàng khác nữa nha. Tủ lạnh, máy giặt nữa nha. Hôm nào mình rảnh thì mình sẽ review một số sản phẩm cho các bạn xem. Thiết kế của mẫu này thì cũng rất là đẹp nha các bạn. TV bây giờ đa phần là khách để treo tường nhiều á mọi người. Cho nên các dòng TV bây giờ làm cái chân đế rất là đơn giản nha. Chân đế nằm hai bên. Cái giao diện thì của Android mọi người. Cho nên giao diện cũng khá là dễ sử dụng nha. Hiện tại trên thị trường thì TV nó sẽ có ba cái hệ điều hành như thế này. Ví dụ như của Samsung thì nó sẽ chạy là hệ điều hành Tizen. Còn của LG thì chạy hệ điều hành là webOS nha. Phần còn lại là chạy hệ điều hành Android nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã xem kênh của mình nha. Hẹn gặp lại vào video sau nha mọi người. Số điện thoại của mình là 0949 540 161 nha. Số tổng đài của bên mình là 1900 2628 nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha.